Jeff Bezos cho biết ông sẽ chuyển giao vai trò CEO Amazon vào quý 3 cho ông Andy Jassy, người đứng đầu bộ phận dịch vụ web của Amazon. Tin tức được công bố sau khi Amazon thông báo mức lợi nhuận quý tăng hơn gấp đôi lên 72 tỷ đô la Mỹ và thu nhập tăng 44%, trong bối cảnh các biện pháp phong tỏa do đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến bùng nổ khắp thế giới. Trong thư gửi nhân viên Amazon, ông Bezos cho biết sẽ vẫn tiếp tục tham gia các sáng kiến quan trọng của Amazon nhưng chuyển hướng đến những hoạt động từ thiện của mình. Ông Bezos, 57 tuổi, thành lập Amazon tại gara của mình vào năm 1994 và đến nay đã phát triển công ty trở thành tập đoàn lớn, chiếm vị thế chủ đạo cho ngành bán lẻ trực tuyến.